Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hay quay cho anh em mình xem một con động cơ ha. Yanma 4T98 anh em. Đây 4T98 ha, 80 bs ha. Maximum là 2745 tu ha. Con này nó tới là 3. Dung tích nó 3.3 luôn nha anh em. 4 máy bẹt kim. Đây, rất là đẹp luôn. Mấy ngày địa mà nó nổ sơn nè. Đó này, con này là em còn nguyên thủy hết luôn nha anh em, chưa có giọng phết gì hết. Bên thợ vừa mới rửa xong, rất là đẹp luôn. Cái này là cái bơm dầu ha. Đó, dàn lóc nè, khỏi chơi luôn, cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn ha. Chân cẳng đầy đủ hết. Con này nó xài heo cơ ha, tắc cơ luôn. Đấy. Hai dàn lóc nè, xuất sắc luôn ha. Chân máy bấm lóc 98 luôn nha nè. Con này nó không có sạc ha, anh em mua thì em gắn sạc vô đây. Rồi, để cho nổ luôn. Nó xài tắc cơ nha, nhấn vào tắc. Đây. Con này anh em mình dắt cho lái chạy là dở đầu luôn á. Nó tới 80 HP luôn nha anh em. 4 máy ha. Đó. Rồi, anh em nào mua thì cái việc liên hệ số điện thoại là 0373 453 63 nha anh em. Hoặc là 0972 54 72 72 nha. Rồi, mà xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.